VietJack hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app tải ngay VietJack. Xin chào các con. Các con ơi, hôm trước thì chúng mình đã cùng cô đi ôn tập về phép nhân, đúng không nào? Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng cô làm một số các bài tập luyện tập liên quan đến phép nhân. Bây giờ cô có bài tập số 1 như sau. Đề bài yêu cầu chúng ta chuyển thành phép nhân rồi thực hiện tính. Ở đây cô có 3 yêu cầu A, B và C. Thì đối với cái bài tập này chúng ta sẽ phải vận dụng cho cô các công thức liên quan đến phép nhân. Ví dụ như cô có một tổng có các số hạng đều là bằng A, đúng không nào? A cộng A cộng A vân vân. Thì cô có thể biến đổi tổng này thành tích, lấy A nhân với N. Nếu như tổng này có N số hạng là A, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ chuyển tổng này thành tích của A nhân với N số hạng. Công thức thứ hai, A nhân với B cộng A nhân C. Tức là chúng ta lấy một số A nhân với hai số B và C. Thì chúng ta có thể viết thành tích lấy A nhân với tổng của hai số đó. Được chưa nào? A nhân B cộng A nhân C bằng A nhân mở ngoặc B cộng C. Vận dụng cho cô hai công thức này để chúng ta thực hiện cho cô bài tập số 1 như sau. Nào, câu A trước đi. 6,75 kg cộng 6,75 kg cộng 6,75 kg. Ở đây chúng ta thấy là gì? Ba cái số hạng này đều là 6,75 kg. Cho nên chúng ta có thể biến đổi tổng này thành 6,75 kg nhân với mấy? Nhân với 3, vì tổng này chứa 3 số hạng giống nhau là 6,75 kg. Đúng nào? Và đến đây chúng ta thực hiện cho cô phép tính nhân 6,75 nhân 3. Nào, 6,75 nhân 3. Tính cho cô 3 x 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 7 21, nhớ 1 là 22, viết 2 nhớ 2, đúng không nào? Và 3 x 6 là 18, nhớ 2 là 20. Sau đó cô để dấu phẩy ở đây, vì thừa số trên này có hai chữ số ở phần thập phân. Kết quả bằng 20,25. Sau đó viết thêm đơn vị vào phía sau là kg. Được chưa nào? Vậy là cô đã tính toán xong, đã chuyển phép tính cộng này thành phép tính nhân rồi thực hiện tính. Câu B nào. 7,14 mét vuông cộng 7,14 mét vuông cộng 7,14 mét vuông nhân với 3. Nào, ở đây thì chúng ta thấy là gì? Đây là phép cộng. Với số hạng thứ nhất là 7,14 mét vuông, số hạng thứ hai cũng như vậy. Tuy nhiên thì ở số hạng thứ ba lại là một phép tính nhân, 7,14 mét vuông nhân với 3, tức là gấp 3 lần lên, đúng không nào? Vậy chúng ta có thể vận dụng công thức. Cô lấy 7,14 mét vuông đặt làm thừa số chung, đúng không nào? Cô nhân này, mở ngoặc, nhân một số với một tổng. Cái này chính là 7,14 mét vuông nhân với 1. Đây cũng như vậy. Vậy cô sẽ lấy 1 cộng 1 cộng 3. Đúng không nào? 7,14 mét vuông nhân 1 thì cô đặt 7,14 mét vuông ra ngoài, trong ngoặc còn 1. Tương tự cái này cũng như vậy. Và nếu như 7,14 mét vuông nhân 3, cô đặt 7,14 mét vuông ra ngoài thì trong ngoặc sẽ còn 3. Và đến đây chúng ta được là gì? 7,14 mét vuông nhân với 5. Nào, bây giờ các con thực hiện nhân cho cô. Nhân với 5. 5 x 4 là 20, viết 0 nhớ 2. 5 x 1 bằng 5, nhớ 2 bằng 7. 5 x 7 là 35. Đặt dấu phẩy ở đây. Vậy kết quả là 35,7, đúng không nào? 35,7 mét vuông. Đó. Câu C này. Chỉ cần áp dụng đúng hai công thức mà cô đã chỉ ban đầu, đúng không nào? 9,26 đề xi mét khối nhân với 9 cộng 9,26 dm khối. Vậy chuyển biểu thức này thành phép tính nhân thì chúng ta thấy là có 9,26 dm khối chúng ta đặt ra ngoài, đúng không nào? Nhân này, mở ngoặc. Trong tích thứ nhất chúng ta đặt 9,26 dm khối ra ngoài rồi thì trong ngoặc còn 9 cộng. Ở đây 9,26 dm khối chính là nhân với 1, cho nên là vào trong ngoặc chúng ta có 1. Được chưa? Và đến đây 9,26 dm khối cô nhân với 10 và kết quả bằng 92,6 dm khối. Vậy là cô và chúng ta đã hoàn thành xong được bài tập đầu tiên. Ở trong bài tập này thì các con nhớ cho cô các công thức mà cô vừa lưu ý. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Sau đây là bài tập số 2. Bài tập này yêu cầu chúng ta thực hiện tính giá trị của các biểu thức sau, đúng không nào? Cô có hai biểu thức A và B. Biểu thức A 3,125 cộng 2,075 nhân 2. Biểu thức này là một biểu thức chứa phép cộng và phép nhân, đúng không nào? Thì đối với những biểu thức mà chứa phép cộng và phép nhân, chúng ta sẽ thực hiện nhân trước rồi mới cộng sau. B nào, mở ngoặc 3,125 cộng 2,075 đóng ngoặc nhân với 2. Thì biểu thức này có chứa ngoặc khác so với biểu thức thứ nhất, đúng không nào? Thêm dấu ngoặc. Vậy đối với những biểu thức có chứa ngoặc phép cộng phép nhân thì chúng ta phải thực hiện trong ngoặc trước và ngoài ngoặc sau. Vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện hai biểu thức này khác nhau. 3,125 cộng 2,075 nhân 2. Ở đây chúng ta thực hiện tính toán như sau này. Tính phép nhân cho cô trước. 3,125 cộng, ở đây chúng ta sẽ nhân nhẩm nhé. 5 nhân 2 là 10, viết 0 nhớ 1. 7 nhân 2 là 14, nhớ 1 là 15, viết 5 nhớ 1. 0 nhân 2 bằng 0, nhớ 1, viết 1. Đúng không nào? 2 nhân 2 là bằng 4. Và dấu phẩy tách ra 3 chữ số ở phần thập phân. Thì cô có là 4,15, đúng không nào? Và đến đây chúng ta thực hiện cộng cho cô nào. 5 cộng 0 bằng 5, 2 cộng 5 bằng 7, 1 cộng 1 bằng 2, 3 cộng 4 bằng 7. Tách ra, được chưa nào? Vậy kết quả là 7,275. Thế còn biểu thức sau thì sao? Biểu thức sau khác mỗi dấu ngoặc nhưng xem là kết quả có khác nhau không nhá. 3,125 2,075 nhân 2. Ở đây chúng ta phải thực hiện trong ngoặc trước, đúng không nào? 5 cộng 5 là 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 7 là 9, nhớ 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 0 bằng 1, nhớ 1 là 2. 3 cộng 2 bằng 5. 5,200 hay chính là 5,2. 5,2 nhân với 2, được chưa nào? Kết quả bằng 10,4. Các con thấy chưa? Hai biểu thức này tuy là có các số giống hệt nhau nhưng một biểu thức chứa ngoặc, một biểu thức không chứa ngoặc, là kết quả của chúng ta đã ra kết khác nhau rồi, đúng không nào? Vậy thì các con phải nhớ cho cô là thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức như thế nào. Nhớ nhá, nếu biểu thức có chứa ngoặc thì phải tính trong ngoặc trước. Rồi, bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 3 nhé. Sau đây là một bài toán có lời giải. Bài toán này liên quan đến tỷ số phần trăm. Nào, đề bài cho là cuối năm 2000, số dân của nước ta là 77.515.000 người. Nếu tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 1,3% thì đến hết năm 2001, số dân của nước ta là bao nhiêu người? Nào, trong bài toán này chúng ta biết mốc là năm 2000, đúng không nào? Người ta chọn năm 2000 là mốc. Thì số dân lúc đó là 77.515.000 người. Tuy nhiên ở đây người ta cho thêm một giả thiết nữa là gì? Tỷ lệ tăng dân số mỗi một năm là 1,3%. Tức là số dân này sẽ tăng lên 1,3% thêm nữa sau mỗi một năm, đúng không nào? Và người ta muốn hỏi là đến hết năm 2001. Vậy năm 2001 so với năm 2000 là đang sau một năm Vậy sau 1 năm thì số dân sẽ phải tăng theo đúng tỷ lệ này, đúng không nào? Vậy người ta muốn hỏi là sau năm 2001 thì số dân là bao nhiêu? Thế bây giờ các con biết là gì? Giả sử chọn số dân của năm 2000 là mốc thì chúng ta sẽ coi tổng số dân năm đó là chiếm 100%. Thế thì năm 2001 đến hết năm đó sẽ tăng thêm 1,3%. Tức là số dân của năm 2001 sẽ chiếm 100% cộng với 1,3%. Đúng không nào? So với số dân của năm 2000. Và sau khi chúng ta biết tỷ số phần trăm rồi, chúng ta chỉ việc lấy tỷ số phần trăm đó nhân với số dân của năm 2000, người ta đã cho sẵn rồi, là chúng ta ra tổng số dân sau năm 2001. Trong bài toán này chúng ta sẽ giải như sau. Cô sẽ giả sử số dân năm 2000 là 100%, đúng không nào? Thế thì số dân của năm 2001 thì số dân đến hết năm năm 2001 sẽ chiếm, cô lấy 100% cộng với 1,3%, đúng không nào? Bởi vì cứ mỗi một năm là số dân tăng thêm 1,3% mà so với năm trước, thì ở đây chúng ta được 101,3%. Đây là tỷ số phần trăm so với số dân năm 2000. Đúng không nào? Vậy là chúng ta biết số dân của năm 2001 chiếm 101,3% so với số dân năm 2000. Vậy bây giờ chúng ta kết luận là gì? Vậy cuối năm 2001 số dân của nước ta là vậy. Số dân của nước ta. Cô lấy số dân của năm 2000 là 77.515.000 nhân với 101,3 và chia cho 100. Tức là cô đang đi tính 101,3% của 77.515.000, đúng không? Và đến đây các con sẽ thực hiện nhanh cho cô phép tính nhân này. Ở đây cô chia cho 100 thì chúng ta bỏ đi 2 chữ số 0. Sau đó các con thực hiện cho cô phép tính nhân số 775.150 nhân với 101,3 ra ngoài nhé. Và đối chiếu với kết quả của cô. Thì ở đây sau khi mà chúng ta thực hiện tính toán, cô sẽ ra kết quả cuối cùng là 78.553.701 người. Đây chính là số dân đến hết năm 2001 của nước ta. Đáp số. (7.553.701) người. Hoặc đối với bài toán này chúng ta có cách tính thứ hai, đấy là các con tính cho cô xem số dân mỗi một năm tăng bao nhiêu bằng cách tìm 1,3% của 77.515.000 người. Sau đó chúng ta tìm được con số đó rồi thì cộng với số dân ban đầu của mốc năm 2000 là chúng ta cũng ra con số này, được chưa nào? Thì chúng ta trong bài toán này có 2 cách giải. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài toán cuối cùng trong phần luyện tập hôm nay nhé. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện tính cho cô 101,3% của 77.515.000 người, đúng không nào? Tức là chúng ta sẽ tính là 77.515.000 người. Chúng ta nhân với 101,3 và chia cho 100. Ở đây các con sẽ thực hiện tính cho cô biểu thức này ra ngoài nhá. Khi chia cho 100 chúng ta bỏ đi 2 chữ số 0. Chúng ta chỉ việc thực hiện phép tính nhân là gì? 775.150 nhân với 101,3 thôi. Và sau khi thực hiện tính toán xong, các con sẽ đối chiếu kết quả với cô. Cô ra 78.522.695 người. Đây chính là số dân của nước ta đến cuối năm 2001. Đáp số 78 triệu. Được chưa nào? Thế thì trong bài toán này chúng ta còn một cách giải nữa, đó là thay vì chúng ta tính tỷ số phần trăm của số dân năm 2001 so với năm 2000 thì chúng ta sẽ tính cho cô là gì? Số dân tăng lên sau một năm, được không nào? Dựa vào tỷ lệ là 1,3% hàng năm thì chúng ta tính 1,3% của 77.515.000 người kia. Sau khi chúng ta tính được số dân đã tăng lên thì chúng ta tính tổng số dân cuối năm 2001 bằng cách lấy số dân cuối năm 2000 cộng với số dân tăng lên, thì chúng ta cũng sẽ ra đáp số như thế này. Được chưa nào? Rồi, bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài toán cuối cùng trong phần luyện tập hôm nay nhé. Sau đây là bài tập cuối cùng. Bài toán này thì đề bài cho như sau. Một thuyền máy đi xuôi dòng từ A đến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/h và vận tốc dòng nước là 2,2 km/h. Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến B, tính độ dài quãng sông AB. Vậy thì như chúng ta đã được học bài toán liên quan đến chuyển động của dòng nước, đúng không nào? Thế ở đây thì vận tốc của thuyền máy như được học khi xuôi dòng sẽ bằng vận tốc của thuyền khi nước lặng cộng với vận tốc dòng nước, đúng không nào? Và ngược lại, nếu như ngược dòng thì chúng ta lấy vận tốc của thuyền máy khi nước lặng trừ đi vận tốc dòng nước. Đấy, thì các con nhớ cho cô này. V của vật khi xuôi dòng thì sẽ phải bằng V của vật khi nước lặng cộng với V của nước. Ngược lại, V của một vật khi ngược dòng thì sẽ phải bằng V của vật khi nước lặng trừ đi V của nước. Nhớ nhá. Đấy là lý do vì sao người ta cho vận tốc dòng nước ở đây. Như thế nào? Vậy thì ở đây sau 1 giờ 15 phút, đây chính là thời gian thì thuyền đến B. Thế bây giờ muốn tính được quãng đường thì chúng ta phải biết vận tốc và lấy vận tốc nhân với thời gian. Ở đây chúng ta sẽ tính cho cô vận tốc xuôi dòng của thuyền máy, đúng không nào? Đây, vì người ta cho là thuyền máy đi xuôi dòng từ A đến B, cho nên chúng ta phải áp dụng cho cô công thức tính vận tốc xuôi dòng. Ở đây trước khi thực hiện tính, chúng ta tính cho cô vận tốc thuyền máy khi xuôi dòng là chúng ta lấy vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 cộng với vận tốc dòng nước là 2,2, đúng không nào? 22,6 cộng 2,2, kết quả là 24,8 km/h. Đây chính là vận tốc xuôi dòng của thuyền máy. Nhớ nhá, nhớ là phải tính cho cô vận tốc xuôi dòng. Còn nếu bạn nào mà chỉ lấy vận tốc của thuyền khi nước lặng nhân với thời gian là sai này. Đến đây chúng ta đổi cho cô thời gian 1 giờ 15 phút. Trước khi thực hiện tính quãng sông AB thì chúng ta phải đổi cho cô 1 giờ 15 phút ra thời gian là giờ. Cô lấy 15 phút chia cho 60, đúng không nào? 1/4 thì chính là 0,25. Sau đó thì cô cộng với 1, vậy cô có 1,25 giờ. Biết vận tốc, biết thời gian, chúng ta chỉ việc thực hiện lấy vận tốc nhân thời gian là ra quãng đường. Vậy độ dài quãng sâu AB là 24,8 nhân 1,25. Được chưa nào? Và đến đây chúng ta thực hiện cho cô phép tính nhân này. 24,8 nhân 1,20 nào. 5 nhân 8 là 40, viết không nhớ 4. 5 nhân 4 là 20, nhớ 4 là 24, viết 4 nhớ 2. 5 nhân 2 là 10, nhớ 2 là 12. Tích riêng thứ 2 này. 2 nhân 8 16, viết 6 nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8 nhớ 1 là 9. 2 nhân 2 là 4. Tiếp theo 1 nhân 8 bằng 8, 1 nhân 4 bằng 4, 1 nhân 2 bằng 2. Đến đây chúng ta cộng này, 0 hạ xuống. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 9 là 11, 11 cộng 8 là 19, nhớ 1 là 20, viết 0 nhớ 2. 1 cộng 4 là 5, cộng 4 là 9, nhớ 2 là 11, viết 1 nhớ 1. 2 thêm 1 là 3. 1, 2, 3, có 3 chữ số ở phần thập phân, chúng ta tách cho cô 3 chữ số 0 ra. Vậy kết quả là 31. Đơn vị của quãng đường là km. Thế thì sau khi thực hiện tính toán, chúng ta kết luận là độ dài quãng sông AB là 31 km. Đáp số. Rồi, vậy là trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã được làm các bài tập luyện tập liên quan đến phép nhân. Được chưa nào? Vậy thì về nhà các con sẽ ôn luyện lại cho cô tất cả những bài học mà chúng ta đã được học nhé. Hẹn gặp lại các con ở những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.